Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay, bão số 6 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên mưa lớn tại Trung Bộ được dự báo sẽ còn tiếp diễn đến ngày 13 tháng 10. Cụ thể, ở các tỉnh khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to, với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là từ 300 đến 500mm, có nơi trên 500mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Kon Tum là từ 100 đến 200mm. Riêng khu vực Quảng Bình có nơi còn trên 300mm. Do mưa lớn nên chiều tối nay, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên lại lên. Dự báo mực nước trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia và sông Thu Bồn đều vượt báo động 3 là từ 10 cho tới 50cm. Người dân khu vực này cần chú ý tình trạng ngập lụt có thể mở rộng hơn, sâu hơn và kéo dài trong nhiều ngày tới. Vùng đồi núi cần đề phòng sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mưa dông cũng là trạng thái chính ở các tỉnh phía Nam của nước ta trong những ngày tới. Dự báo những cơn mưa dông sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có nơi có mưa với lượng khá. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng có gió giật, sấm sét và tình trạng ngập úng ở những tuyến đường trũng thấp. Trong 2 ngày tới, thời tiết khá nhiều mây, mưa dông xuất hiện bất chợt sẽ khiến cho nền nhiệt độ không thể tăng cao. Mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ tại khu vực Tây Nguyên và tại Nam Bộ, dao động trong ngưỡng từ 27 đến 31 độ. Về đêm, tại khu vực Nam Bộ phổ biến ở từ 23 đến 25 độ, còn tại Tây Nguyên chủ yếu ở khoảng từ 17 đến 20 độ. Riêng tại Đà Lạt, do kết hợp địa hình núi cao, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 16 đến 17 độ và trời rét. Nơi có thời tiết ổn định và nắng ráo nhất trên cả nước trong 2 ngày tới là các tỉnh miền Bắc bao gồm thủ đô Hà Nội, với tiết trời chủ đạo là ban ngày nắng hanh, về đêm và sáng trời rét nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều tại các tỉnh phía Bắc dao động quanh ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động giao thông và sản xuất ngoài trời của bà con nơi đây. Theo dự báo xa hơn, khoảng từ ngày 14 tháng 10, các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ có khả năng cao lại bước vào một đợt mưa dông mới. Mưa sẽ có xu hướng tăng nhanh cả về diện và lượng trong ngày 15 tháng 10 và có thể kéo dài đến ngày 17. Mưa tăng sẽ khiến cho nhiệt độ giảm xuống. Do đó, bà con nên chủ động lên kế hoạch sản xuất và sinh hoạt cho phù hợp, tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trên hầu khắp Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới đều phổ biến có mưa rào và dông. Trong đó, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vẫn có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Còn với khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, phổ biến có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Ngoài ra, từ khoảng ngày 13 tháng 10, ở khu vực Bắc Biển Đông lại xuất hiện vùng xoáy thấp, sẽ là tác nhân khiến cho thời tiết biển xấu đi trong những ngày tới. Tàu thuyền không nên ra khơi trong thời gian này để đảm bảo an toàn. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay sẽ là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!